Toyota Innova 2023 chốt lịch ra mắt tại trường Việt Nam có cả phiên bản Hybrid và Toyota Septicent. Nhiều đại lý Toyota trong nước hiện đã nhận đặt cọc Innova hoàn toàn mới và dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại trường Việt Nam vào cuối tháng 5 tới. Đáng chú ý, Innova 2023 được chào bán với 2 tùy chọn động cơ xăng và Hybrid cùng 5 tùy chọn màu sơn trắng, đen, bạc, đồng và xanh dương. Với màn lột xác hoàn toàn mới cùng những công nghệ tiên tiến, Innova 2023 hứa hẹn sẽ có giá bán tăng mạnh, bản cao cấp nhất hoàn toàn có thể vượt qua mốc 1 tỷ đồng. Ở thế hệ hoàn toàn mới này, xe sử dụng nền tảng khung gầm TNGC hoàn toàn mới, thay thế cho nền tảng khung gầm Body On Frame ở thế hệ cũ. Với việc chuyển đổi sang khung gầm mới, hệ dẫn động của xe cũng được chuyển từ cầu sau sang cầu trước. Toyota Innova 2023 có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.755, 1.850, 1.795mm, chiều dài trục cơ sở ở mức 2.850mm. So với thế hệ trước, Innova dài và rộng hơn 20mm, mặc dù chiều dài trục cơ sở đã tăng thêm 100mm, trong khi chiều cao vẫn tương đồng với khoảng sáng gầm xe lên đến 185mm. Ngoại hình của Toyota Innova thế hệ mới cũng không còn mang dáng vẻ của một chiếc MPV truyền thống như trước mà đã có chút hơi hướng chuyển sang dòng SUV cao cấp. Thiết kế tổng thể của xe tương đồng với Toyota Highlander đang được phân phối tại thị trường Mỹ, hay nhiều người còn gọi vui đây là mẫu xe tiểu Sedan. Innova 2023 sắp bán tại trường Việt Nam cũng sẽ được bổ sung thêm phiên bản Hybrid. Đây là sự kết hợp của động cơ Dynamic Force Engine 2.0 lít hoàn toàn mới với công suất 152 mã lực, 187 Nm và động cơ điện có công suất 111 mã lực để có thể tạo nên công suất tổng là 183 mã lực. Phiên bản tiêu chuẩn vẫn được trang bị động cơ Dynamic Force Engine 2.0 lít nhưng sản sinh công suất tối đa khoảng 172 mã lực và 205 Nm. Cả hai phiên bản này đều sẽ được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT, trong khi tùy chọn hộp số sàn không còn được hãng xe Nhật cung cấp. Không chỉ lột xác ở ngoại thất, bên trong nội thất Toyota Innova cũng sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Bảng đồng hồ phía sau vô lăng lấy cảm hứng từ mẫu xe đàn em đang rất ăn khách tại trường Việt Nam là Cora Cross, kết hợp với màn hình kỹ thuật số 7 inch ở trung tâm. Màn hình giải trí kích thước 10 inch dạng nổi, khu vực cần số đặt nghiêng làm nhiều người liên tưởng đến đàn anh Toyota Land Cruiser. Một sự thay đổi đáng chú ý nữa đó chính là Innova thế hệ mới đã dùng dẫn động cầu trước, thế nên không gian dành cho hàng ghế thứ hai được tối ưu hơn, sàn xe phẳng hơn. Ghế ngồi ở khu vực này cũng sẽ có tùy chọn 3 hoặc 2 chỗ ngồi độc lập cùng tính năng gập ghế bằng nút bấm. Innova tại trường Indonesia cũng sở hữu loạt trang bị cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình 10 inch dành cho hàng ghế sau, cốp sau đóng mở điện, ra lệnh bằng giọng nói, phanh tay điện tử, camera 360 độ, đèn pha LED cùng hàng loạt các tính năng an toàn tiên tiến trong gói Toyota Septicent 3.0. Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được thì nhiều khả năng Toyota Innova 2023 sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 23 tháng 5 tới cùng với Toyota Wigo 2023.